Xin mời vào. Chúc mừng sinh nhật vợ yêu nhé. À. Hôm nay sinh nhật vợ yêu. Cái gì? Tại bánh sinh nhật à? Bí mật này. Bí mật. Năm ngoái là sinh nhật này ở đâu nhỉ? Dương sang ta đi đâu ấy nhỉ? Nam Định. Năm nay sinh nhật ở Sài Gòn đây này. Wow, nhiều món quá, không biết là gì. Chắc đây là bánh hả? Không biết mua cái gì để tặng vợ cả. Ra đi mua 2 suất cơm. cơm gì đấy? Bảo người ta lấy cho 2 suất cơm xào. Mình nghe cái tiếng cơm xào, cái tên cơm xào nó lạ lạ. Đây, mua 2 suất cơm xào, mở ra xem. Cơm xào là cơm gì đây? Hôm nay thì cơm rang, cơm chiên, rồi cơm tấm, rồi đến nay cơm là còn xào. Có địa chỉ ở trên nữa cơ ra. Giao hàng tận nơi này mà. Nãy gọi điện giao hàng đến cổng. Xem nào, cơm chiên này. Quá, cơm trắng tinh mà. Cơm bình thường mà nhỉ. Thế còn hộp này là cái gì? Bảo là lấy 2 suất cơm xào mà. Cơm xào hả? Cơm xào đây là cơm trắng, chứ phải xào đâu. Cơm này cơm tấm bình thường mà. Cơm này. Mình có 2 cái bát này không? Hả? Cơm xào thì ra là chắc là cơm với đồ xào. Mình thì bảo không biết cơm xào là cơm gì. Và tôi gọi cơm xào đấy. Tên cơm xào là cơm người ta xào với cơm rang, người ta gọi là cơm xào đó. Không phải. Đây là cơm xào. Cơm ăn với đồ xào. Cơm xào. Thích ăn đồ cơm xào hải sản này. Một cơm xào hải sản với một cơm xào thập cẩm. Rất ngon đấy nhỉ. Chưa ăn nhưng mà nhìn thấy ngon lắm. Đây ship lên. 61.000 một suất. Rất là mừng sinh nhật. Mừng sinh nhật này là lợi lắm rồi đó. Đỡ được ăn cơm trưa này. Lại giá rẻ này này. Trước đến cái cửa đến cổng mình có nhận là có tương ớt này, ăn cải để ăn tương ớt này, có cả mỗi người một trái ớt đỏ chóe. Nước chấm hương Việt. Một đôi đũa. Mỗi người một đôi đũa. Một cái gì này. Đây. 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 Ăn cho nóng. Ăn cho nóng này. Cơm xào này biết là cơm xào. Đó, hôm nay biết cái món cơm xào. Cơm xào nó đây trắng tinh, không có cái gì. Thành ra là ăn với đồ xào. Cái tưởng cơm xào là cơm người ta xào với cái gì. Cơm ăn với đồ xào. Cái món cơm xào cái gì đây?
cái gì vậy nhỉ? Mực mà. Mực á? Đó là cơm hải sản, à, làm sao là hải sản. Con bò quá. Hải sản, cái đó là bò. Để cắt lên xuống ngày dài ngày dài. Cắt hoa, mực cắt hoa. Ừ, được đó. Ăn được, ăn được. Ngon lắm. Ông xã Lê Thị Trần khôn lắm. Mừng sinh nhật là coi như là ăn trưa luôn. Đỡ tốn một buổi trưa ăn cơm nữa, đường nào mình cũng phải ăn mà. Tính toán chuẩn. Thôi. Nhân tiện thì Lê Thị Trần cũng xin cảm ơn tất cả các bạn ở các nơi đã chúc mừng sinh nhật Lê Thị Trần nhá. Rồi bây giờ vợ chồng chào cả nhà. Chào nha anh em. Tạm biệt cả nhà nhé.